Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, để tiếp nối cái ngày hôm qua, như đã hứa tôi sẽ tiếp tục chơi cái line up mà có thể là leo rank rất là ok trong cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Ui giời ơi, có người nhận ra tôi luôn này, chào tôi này. Đấy, ngay đầu game đã có anh em nhận ra tôi rồi. Bình thường tôi thấy là đa phần những cái người gặp tôi ở trong game ấy, người ta còn phải thắc mắc xem là đây là fake hay là hàng real cơ. Đấy mà chào luôn thế này thì vui quá anh em ạ. Đấy, thế chứng tỏ là mình cũng được rất là nhiều người yêu quý, quý mến. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trong những cái line up mà leo rank ok nha anh em nhá. Khỏe. Làm content gì vậy? Ừ, không nói đâu anh em, nói lộ hết. Là ai lại nói? Nói lộ hết cả bài vở. Nói ra để counter tôi đúng không? Tôi không bao giờ tôi tiết lộ tôi chơi cái gì cho đối thủ đâu. Tôi chỉ tiết lộ cho anh em xem kênh thôi. Tôi chỉ làm video, tôi tiết lộ trong video, tôi không bao giờ tôi chat lên tôi chơi gì. Ồ, thế thì hôm nay chơi gì nhỉ? Vẫn chưa nói với anh em đúng không? Ok, thế tiết lộ luôn nha anh em nhá. Đấy, hôm qua tôi cũng đã chia sẻ rồi. Đó chính là cái bộ mà bắn trưởng, bộ Mết Saman. Úi dồi anh em ơi, gặp nhiều fan như này quá. Vui quá nhỉ, đồng vui quá anh em ạ. Rồi, chúng ta lại quay trở lại với cái lineup mà hôm nay tôi chơi nha anh em nhá. Hôm qua tôi có nói với anh em là nếu mà ra đồ đam ấy thì anh em hãy chơi Hunter. Còn nếu mà ra đồ bắn trưởng, đồ phép ấy thì anh em hãy chọn Mết Saman cho tôi. Mết Saman là một trong những cái bộ leo rank rất ổn định. Mà phải nói là chơi rất sướng, rất dễ chơi luôn. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy, ok. Được đấy, ra gấu thì câu gấu luôn anh em ạ. Rồi, ở đây có Zipper cũng khỏe nhá. Sẽ đấu game mà cho Zipper vào chơi này. Rồi, còn một con Heaven Bomber nữa, nếu mà thắng thì mua. Rồi, ghép đồ luôn nha anh em nhá. Có đồ bắn trưởng là ghép luôn thôi. Đấy, có bao nhiêu cái đồ bắn trưởng là lấy tất. Bắn trưởng thì bọn bắn trưởng thì nó cần tăng mana nhanh là một này. Thứ hai là gì? Nó cần có tăng sát thương phép. Đó, thì lấy những cái đồ đấy thôi. Đấy, tất nhiên là tôi sẽ không ghép cái gậy hack đầu tiên mà nó sẽ là cái huyết trượng nha anh em nhá. Lấy cái trượng phép sau đó đợi cái huyết trượng. Nó cũng giống như cái bộ Hunter ấy. Nhân tiện đây thì nhắc lại cái bộ Hunter nhá, là đầu game nhưng không ai ghép cái ba tia cả. Đấy, sau cái clip ngày hôm qua có mấy anh em cứ bảo tôi tại sao không ghép cái ba tia. Ba tia nó có phải là một cái món đồ trấn phái cho cái bộ đấy đâu anh em. Anh em nên nhớ là cái việc kích lùn ấy ở trong cái bộ Hunter ấy nó không phải là nó gọi là tuyệt đối là mạnh đâu anh em ạ. Kích lùn nó có thể là một trong những cái khả năng mà khỏe nhưng mà nó cũng có thể là nó sẽ là bóp đấy. Nếu mà gặp Insectoid thì cái việc kích lùn là rõ ràng là bóp tim đấy anh em ạ. Nên anh em phải hết sức cẩn thận nhá. Thận trọng. Trước khi anh em định ghép cái ba tia thì anh em hãy xem là anh em đã có cái búa xét chưa. Anh em đã có cái hút máu trừ giáp chưa? Đó. Thì anh em hẵng ghép cái ba tia. Tôi khuyên thật với anh em là như thế. Đó là cái món đồ mà chúng ta cũng không cần thiết lắm. Khi mà chúng ta có máy bay, chúng ta có thể là kẹp lùn được rồi. Đấy, trừ khi là anh em không chơi máy bay thôi. Anh em không chơi máy bay thì anh em ghép ba tia xong rồi anh em lấy đồ ví dụ như là dồn cho Siren ra đó kẹp ví dụ như là ra cái con Siren Assassin ấy. Thì chơi Siren Assassin thì nói chung là cũng ngon nếu mà có cái ba tia. Đấy, ba tia cấp điên thì chơi như thế thì cực kỳ là hay luôn. Đấy, nhưng mà có cái là nếu mà gặp Warrior ấy mà anh em lại chơi kiểu anh em ghép ba tia xong em lại chơi máy bay ấy, thì nó rất dễ toang nha anh em nhá. Đấy, lưu ý cho anh em là anh em lấy đồ anh em hết sức là thận trọng. Nó tùy thuộc vào cái trận đấu đấy. Đấy, như là Mết để chẳng hạn thì là chắc chắn nó phải là huyết trượng là đầu tiên. Huyết trượng này sau đó đến là gậy bão, hai món đồ là không thể thiếu nha anh em nhá. Còn so với cái sức mạnh tương quan giữa cái bộ hôm nay tôi chơi ấy, cái bộ Mết Saman và cái bộ Hunter thì tôi đánh giá hai cái bộ đấy. Thực ra là nói về chấm điểm nhá thì nó như nhau thôi. Chấm điểm cứ cho 9 điểm cả hai bộ đi. Đấy, nhưng mà về cái sức mạnh của từng giai đoạn thì nó khác nhau anh em ạ. Cái kiểu chơi nó cũng khác nhau. Khác nhau rất nhiều. Đấy, 9 Hunter kẹp máy bay rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Phải nói là đấy là một cái trong những cái bộ mà nếu mà late game ấy đủ đồ nhá, vào một phát là con máy bay ấy, gần như là nó chỉ mất khoảng 5 giây thôi. Đấy, là nó có thể là dọn bàn cờ rồi. Rất là ghê luôn. Đấy, sau khi nó dọn dẹp hết tất cả những cái con lâu nhâu ấy thì là 10 con đánh vào con co của địch thì thế nào cũng chiến thắng thôi. Nó rất là khỏe. Saman Mate là một cái line up mà theo tôi đánh giá ấy,
nó còn thích hợp để có thể leo rank hơn cả cái lineup 9 Hunter cơ. 9 Hunter kẹp máy bay ấy, mặc dù siêu lết nó rất mạnh, nhưng mà cái bộ đấy ấy, nó đánh nó khá là kéo dài trận đấu, và nó đánh nó khá là chậm. Đấy, phải nói thật với anh em là Hunter nó không phải là cái bộ đẩy được. Nhưng mà cái bộ Shaman Mage thì khác. Bộ Shaman Mage là một trong những cái bộ mà đẩy rất ghê. Đấy, thế nên tôi mới nói là hai cái lineup này nó có một cái lối chơi nó hoàn toàn khác nhau. Một cái bộ là kết thúc trận đấu sớm, đẩy nhanh. Đấy, thì là chúng ta sẽ giành được top 1. Còn một cái trận đấu là càng kéo dài về lết càng mạnh. Đó, hai cái lối chơi là hoàn toàn khác nhau. Thì thường leo rank thì tôi vẫn chọn cái đội hình này. Đấy, cái đội hình mà hôm nay tôi chơi này. Bởi vì nó nhanh anh em ạ. Ví dụ như là tôi chơi được 2 trận Shaman Mage thì mới chơi được có 1 trận Hunter thôi. Đấy, mà tôi chơi được 3 trận Shaman Mage thì mới chơi được 2 trận Hunter. Rõ ràng là cái việc đấy nó sẽ giúp tôi là leo rank nhanh hơn. Đấy, nếu mà leo theo kiểu là để sờ farm, để leo rank theo kiểu công nghiệp ấy, thì không quan tâm chơi cái gì, thì rõ ràng là chọn cái lineup kết thúc trận đấu sớm. Đấy, đánh nó hiệu quả hơn, đúng không? Đấy, anh em công nhận đấy không? Chắc chắn anh em phải công nhận. Ui, đây rồi. Được đấy. Này ra thêm 4 đỏ này. Từ từ nhá. Bỏ con này đi. 2 sao là sẽ phải bỏ ra luôn. Bởi vì cái con đấy không nuôi lên 3 sao làm gì cả anh em ạ. Ở đây tôi có 4 đỏ, tôi up 6 là tôi có thể cho 4 đỏ vào được. 4 đỏ kẹp gấu. Ok. Ở level 6 chúng ta sẽ có là 4 đỏ kẹp với gấu. Rồi. Rau này ăn rồi không? Tôi nghĩ là vẫn ăn được rồi. Rồi. 6 đỏ trâu lắm anh em. Đầu game 6 đỏ cộng 450 máu với con. Đam thì có đam đến từ con lava này khá là khỏe đấy. Không yếu đâu. Đam đấy đó là đam xuyên giáp. Ui đây rồi, gấu này. Hai con gấu. 3 mét. Được chưa? Quá ổn luôn. Đấy, chúng ta lên 7. Lên 7 chúng ta kẹp thêm cái gì vào? 7 thì chắc là kẹp thêm Shaman thôi nhỉ. Bởi vì bây giờ đang ôm đỏ thì sẽ phải lên 8. Lên 8 mới kẹp được vào thì nó hơi lâu. Nên là có khi là tôi sẽ bán đỏ đi để tôi kiếm cái lượng tiền ở round này. Bây giờ round này chắc chắn thắng rồi, nhìn đây là biết là thắng rồi, không thể thua được rồi. Không thể nào mà thua được. Round này mà không giữ đỏ thì là sẽ không có tiền, nên tôi bán đi anh em nhá. Ok. Đỏ này lên 8 mới cho vào được cơ anh em ạ, nên không ôm. Đấy, lên 7 là có thể kẹp thêm cái con gấu tổ lại vào này. Là chúng ta có cái hệ Metalit cũng được. Rồi. Chơi cái bộ Sama này thì anh em nếu mà có cái cơ hội câu gấu thì anh em, tôi khuyên anh em ở lên câu nhá. Chẳng may mà nó ra con gấu Sama ấy thì anh em để 4 Sama vào sớm là anh em đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuối ở round 11 anh em ạ. Tôi để ý thằng này lâu rồi, chưa gặp. Thôi rồi, không sao, round sau đẩy lên 7 là chắc chắn rồi. Đẩy lên 7 kẹp 2 Metalit vào. Đấy, có tiền rồi, đủ tiền lên 7 rồi. Sau đó chúng ta có thể là có cái cơ hội cắt được chuỗi của thằng đấy. Cắt chuỗi xong ấy là chúng ta lại chơi bình thường thôi. Bộ này thì cứ đến khi nào mà ra con gấu Shaman là chúng ta bỏ 4 Shaman vào. Đấy. Bây giờ thì cứ nói chung ấy là câu gấu nha anh em nhá, chủ yếu là câu gấu. Thắng thì thắng và thua thì thua thôi. Bây giờ ra 4 con gấu thì tôi chắc chắn là tôi cho 4 con vào đấy. Cái tầm này thì nó không mất nhiều máu đâu. Có gấu này, gấu mết nó lướt, nó giải tán đám đông, nó cũng clear được khá khá đấy. Thế rồi, huyết triệu bây giờ anh em nhá. Đấy, chúng ta đã có huyết triệu. Rồi, bây giờ tôi up cấp lên cấp 7, sau tôi cho Metalit vào thôi. Ok, hay là hai con đấy nhở? Hai con Thunder ngon hơn không? Nếu mà cho hai con Thunder vào khi lại ngon hơn. Ok. Đúng thật anh em ạ. Cho này vào khỏe hơn chứ. Chúng ta đang kẹp mết vào mà. Đấy, ui nó sang nó soi kìa. Nói chung là tôi cứ lên 7 là
Đấy, ông làm gì làm nhá. Đấy, lên 7 ông tính làm sao tính. Không có nhiều. Rồi. Ây à, bài nhiều hay sao phết. Nhưng mà có cầu mết này. Có cầu mết này. Ui dồi, lướt phát chết gần hết rồi. Ui dồi. À, thôi xin cái chuôi cái đá. Xin cái chuôi cái đá bạn ơi. Xong rồi. Quá ổn luôn. Ui gấu assassin này. Thôi bốn gấu chắc chắn là phải cho vào câu rồi anh em ạ. Không có nhiều. Bốn gấu. Ok. Tôi chả có chuỗi đâu. Mà tôi cũng đang có chuỗi thì tôi cũng bỏ thôi anh em. Cái quan trọng là tôi muốn câu ra con gấu Saman để tôi đẩy sớm. Anh em lúc nào chơi cái đội hình này anh em cũng phải có một cái tâm thế là trận đấu kết thúc trước round 35 nha anh em nhá. Đấy, lúc nào cũng phải ở trong đầu cũng phải ghi nhớ cái điều đấy. Từ từ đã, chốt đồ này. Quên mất á. Ê giời, chưa lấy đồ à? Lấy được cái huyết trượng rồi mà không lấy. Lẽ ra cái round trước đấy có huyết trượng là tích được một vài tầng là round này là khỏe rồi đấy. Đấy anh em chơi Saman nhá. Anh em lúc nào cũng phải ghi nhớ tôi cái điều đấy. Đấy chính là chúng ta sẽ kết thúc trận đấu sớm trước round 35. Anh em, nếu mà anh em quên ấy thì chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ anh em với tôi một. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn, sau round 35 cái bộ này nó không có cửa. Nó là một cái bộ mà chơi sớm, chứ nó không phải là cái bộ line up chơi muộn. Mà nó chơi sớm là nó cực kỳ khỏe đấy nhá. Ừ, cái giai đoạn sớm ấy. Nên anh em phải form sớm. Anh em form sớm cho tôi. Tôi mà đủ tiền tôi lên 8 luôn đấy. Nhưng mà tôi chưa đủ tiền anh em ạ. Round sau. Round sau đủ tiền lên 8 kẹp phát con Swordman. Nó xoay cho thì ối dồi ôi luôn. Anh em ạ. Chúng ta đợi một round nữa anh em nhá. Bây giờ vẫn thiếu tiền. Tất nhiên là những cái con ở phía dưới này tôi không bán con nào đi đâu. Tôi sẽ không bán con nào đi cả. Anh em nhá. Tôi có thể là tí nữa nó lên được 2 sao này. Hoặc là nó có thể là nó ra bài thì tôi cho vào. Tôi thay thế cái bộ đỏ thành cái bộ Saman. Thay thế bộ gấu thành bộ Saman. Đẩy cho nó ác. Gấu Saman lướt đấy. Đúng rồi. Thằng này khỏe nhá. Nhưng mà tôi cũng khỏe. Ây kìa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đừng mà mất chuối, đừng mà mất chuối, mất chuối. Rồi, rồi, rồi. Gấu còn sống, gấu còn sống. Hay. Ui rồi, tưởng mất chuối. Hết hồn. Thế là tôi có chuối rồi đấy anh em ạ. Rồi, thôi, lên 10 à lên level 8 luôn, level 14. Đấy. Cứ đủ tiền là tôi đẩy thôi mà. Cái bộ này đẩy sớm à. Đẩy sớm lên level 8 cho nó dễ ra cái con Saman 4 đô anh em ạ. Mấy con Saman 4 đô ấy, chả may mà anh em, ví dụ anh em đen đi. Anh em không ra con gấu Saman đi, thì nó có thể ra con tư tế. Nó có thể ra con Storm Saman. Đấy, nên là cứ đẩy lên 8 càng sớm càng tốt. Cứ đủ tiền là lên thôi. Cái bộ này nhá, nó có một cái hay ấy, là sắp tới đây là có cái giải Championship ấy. Đấy, tôi bảo với anh em như này. Anh em vào Championship, anh em chơi bộ này cho tôi, cực kỳ hay luôn. Thề với anh em luôn, cái bộ này nhá, chơi lobby ấy. Lobby đánh giải nhá. Hay là mấy cái lobby kiểu lobby toàn cao thủ ấy. Chơi cái bộ này cực kỳ sướng luôn. Cái tốc độ trận đấu nó đẩy nhanh anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa. Ui rồi ôi. Chỉ còn một con Saman nữa thôi. Trời ơi. Ra được con gấu Saman rồi đây. Tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em. Mấy cái lobby mà toàn cao thủ ấy, người ta chơi tốc độ trận đấu nó cũng rất là nhanh. Nó sẽ nhanh hơn là cả cái rank queen cơ. Cái tốc độ nó giống như kiểu là bàn thờ luôn. Đấy, chứ rank queen nó tốc độ vẫn là bình thường. Làm sao bằng những cái trận đấu giải được. Những cái trận đấu mà quy tụ toàn những top player. Đấy, thì cái tốc độ trận đấu này nó rất nhanh. Mà để mà đánh một cái trận đấu mà tốc độ nhanh bằng những cái đội hình khác ấy, thì tôi sợ là nó sẽ không thể nhanh được. Đấy, thay vì đấy là chúng ta chọn một cái đội hình có tốc độ nhanh. Đấy, ví dụ như bộ beat này hoặc là cái bộ Saman mết này thì nó rất hiệu quả. Đấy, một cái lời khuyên rất là coi như là phải nói là chân thành luôn đến cho các anh em. Đấy là anh em, nếu mà anh em chơi giải hoặc là anh em chơi lobby, anh em chơi với cả các cái cao thủ ấy, anh em chọn Saman mết nó là một cái sự lựa chọn mà phải nói là tuyệt vời luôn. Đây rồi, Thunder Spirit 2 sao. Ok, dồn đồ cho Thunder thôi. Đấy, lên được 2 sao thì đương nhiên là tôi sẽ dồn đồ cho Thunder.
chứ không ai để cho cái con gấu một sao nó cầm đồ cả anh em nhá. Con gấu một sao thì làm sao mà nó mạnh bằng con Thunder 2 sao được. Ok đấy, mặc dù là tôi nhìn tiền nó thọt thì thôi, nhưng mà không anh em ơi, tôi sắp lên rồi. Ok, có chuỗi là lên ngay mà. Đấy, thôi đang đầm phát nhỉ. Mấy cái đồ này thì không lấy anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Lại một cái viên tinh thạch nữa. Tinh thạch ma lăng này là vào phát là bắn trưởng luôn này. 3 viên rồi anh em ạ. Tức là đánh một phát là bắn trưởng luôn đấy. À ok, 3 viên mỗi viên cộng với cả 30. Đánh phát là bắn trưởng luôn. Ok, đánh trượt. Ui giời, vẫn có thể xòe được quạt. Ui nhưng mà cái con rồng của nó khác chúng tôi cả. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ ăn được thôi. Với một cái hàng hậu phương vững chắc như này. Ồ, clear khỏe phết đấy anh em ơi. Càng đấy. Bùa này thích hợp đánh giải lắm anh em ạ. Tôi lên 9 là tôi kẹp được Saman rồi đấy. Thực ra thì bây giờ kẹp được luôn. Nếu mà chúng ta kích hệ, kích hệ Wizard, nhưng mà nó có vẻ là hơi yếu đấy anh em ạ. Để tôi xem nào. Nếu mà như này nhá thì chúng ta sẽ phải bỏ hai con gấu ra. Hai con gấu Metalist ra. Ai à, thế thì không được. Trông có vẻ hơi đuối. Thiếu tăng cơ anh em ạ. Này đuối lắm. Không được, không được, không được, không được. Chưa được anh em nhá. Nó phải có đỏ vào để nó có tăng nữa. Nó cộng thêm mỗi con 100 máu. Nó là một cái thế lực đầu game đấy anh em. Đấy, phải có đỏ, phải kẹp đỏ. Nó giống như cái bộ 6 Hunter kẹp đỏ đấy, đánh ở level 7 đấy. Bộ này cũng thế thôi. Nó phải kẹp đỏ vào nhá anh em nhá. Sau cái giai đoạn round 20 thì chúng ta mới chuyển được. Gritter này, ôi căng quá nhở. Một xoè quạt bay bầu hết. Gritter out meta rồi. Meta này ai chơi Gritter nữa. Tôi lại ra con gấu này, tiền tôi nó lên nhanh lắm anh em ạ. Tiền dần dần là lên 50 tiền sớm thôi. Nếu mà cứ ra gấu tôi bán đi thôi. Mỗi cái con 3 tiền là được. Mỗi round 3 tiền là nó là thành là chiến thắng là 3 round đấy. Nó mới được đấy. Đấy, trận này có beat nhá, có Gritter này, có beat, có cả cái gì cả. Warrior à? Feather, Warrior, beat, có cả Insect luôn. Nhìn thấy có người chơi Insect đấy. Insect thì bộ Saman mết này nó hơi sợ nhá anh em nhá. Hơi sợ thôi chứ cũng không phải là sợ lắm nếu mà late game. Late game thì không sợ đâu. Late game thì nếu mà chúng ta đủ bộ chuyển sang 6 đá thì chơi được Insect. Nếu mà Insect nó chơi co đánh gần thì là chơi được. Co đánh xa thì vẫn chơi được. Nhưng mà nếu mà đối thủ có dây chuyền kháng 2 thì khó đấy. Nói chung là cái bộ này nó không phải bộ đánh lết. Đấy, nên là còn tùy xem là đồ thế nào đã. Nếu mà đồ của đối thủ mà có cái dây chuyền kháng 2 thì cái bộ này nó không có cửa đâu. BKB dây chuyền kháng 2 thì nó đấm cho cái bộ này sấp mặt luôn. Hay quá. Trời, một con nữa. Ui, một con gấu mết nữa à. Thôi đợi nhá, cố gắng. Thôi lừa lừa tí, lừa lừa mày tí anh em. Thôi được rồi, từ từ đã anh em ạ. Bây giờ tôi chấp nhận mất chuối đấy. Thằng nào sang ăn được chuối thì cứ ăn đi nhá. Tôi 50 tiền thôi. Cái bộ này tôi đẩy sớm lên 10. Đẩy sớm lên 10 kẹp cọc vào. Hoặc là tìm con rớt. Đấy. Con gấu này bây giờ thực ra nếu mà lên 2 thì nó cũng muộn rồi đấy. Tôi nói thật, 20 lên 2 sau này là cũng chơi là già, chơi là rớt rồi. Chứ còn chơi con gấu này đâu. Gấu này con 3 tiền mà, nó tướng 3 tiền không bằng con già. Già quẹt trưởng clear nhanh hơn, bắn trưởng khỏe hơn. Mà nó kẹp được God. Cái con gấu này không kẹp được God anh em ạ. Đây có phải là Saman không? À đây có phải là Insect Toy không? Insect Toy kẹp với cả ấy không? Nhưng mà sắp đi rồi này. Tôi may là tôi còn chưa kẹp Saman vào đấy. Đây Insect Toy kẹp với cả Fallen đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi chưa kẹp Saman vào nên là vẫn có thể chịu được. Chỉ còn quả đấy mà tôi kẹp Saman vào khi bay màu. Rồi, round này round 20 rồi, round quái rồi anh em ạ. Thôi đánh từ tốn thôi. Rao quái chúng ta nghỉ tí đã nha anh em nhá. Xong rồi đến cái rao sau lên 9. Lên 9 là rao sau là sẽ là 4 Saman đấy.
sau round 20 là phải 4 Saman nha anh em nhá. Nếu mà anh em có trước thì không nói làm gì, nhưng mà nếu mà anh em chưa có 4 Saman ấy thì sau round 20 là bắt buộc anh em phải có. Nếu không thì là nó sẽ là mất chuỗi, mất máu nhiều. Đấy. Nhất là trong đánh giải sắp tới là có Championship ấy, như tôi đã nói ấy, Championship. Hoặc là anh em có thể chơi lobby thì cái bộ này sau round 20 anh em chưa có 4 Saman thì anh em xác định anh em toàn. Đấy, tức là anh em sẽ phải đủ 4 Saman nhá. Trong cái bộ này nhá, phải nói thật với anh em là lobby mà càng nhiều cao thủ thì đánh càng khỏe. Đấy. Tốc độ trận đấu càng nhanh. Cứ nhiều cao thủ trận đấu thì đánh càng thích. Ok, đây gậy bão nha anh em nhá. Như tôi nói là nó sẽ có hai cái món đồ chấn phái. Đấy chính là cái gậy bão và cái huyết trượng. Nhưng mà trận đấu này tôi còn có thêm một món nữa. Đấy chính là cái gậy hết. Quá tuyệt vời. Rồi. Đó chính là ba món chấn phái luôn, chứ không phải hai nữa. Rồi chúng ta lên up lên level 9 anh em nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho kẹp như này vào, Saman vào. Đấy. Ok. Được không? Ok chưa? 4 Saman, 2 đỏ. Quá wow, ok. Rồi. Tầm này không gấu nữa anh em ạ. Không gấu gì nữa. Tầm này là gì? Tầm này là vẫn phải kẹp 2 đỏ vào để có thêm tí máu, chống chịu cái đã. Sau đó thì là tí nữa ấy, là chúng ta mà hên chúng ta ra con gấu nữa hoặc ra quả trứng thì tôi đập trứng cho con gấu cũng ngon. Đấy, anh em thấy không? Tôi lại giữ chuỗi hợp lý không? Cái round vừa rồi mà tôi không quyết định nhanh là 4 Saman ấy là mất chuỗi rồi đấy. Quá hợp lý luôn anh em ạ. Trời. Rồi, roll rồi, Saman đây rồi. Ui đây rồi, quá tuyệt vời. Đây rồi anh em ơi, chơi hàng riu rồi này. Chơi hàng riu này. Trời ơi, đây là mới là đội hình chuẩn nha anh em nhá. Còn vừa nãy là vì không có nên phải kích hệ thôi. Kích quy rớt để đủ cho 4 con Saman thôi. Vì chúng ta chưa đủ, còn bây giờ đủ rồi, chơi hàng riu nha anh em nhá. Không có phách phiếc gì ở đây cả. Đấy. Kẹp thêm cọc nữa rồi, thế là nó tối thượng rồi đấy. Chuẩn bị lên 10 thôi. Lên 10 là sẽ là gì? Kẹp 4 đỏ đấy anh em. Kẹp 4 đỏ. 4 đỏ, 4 Saman. 4 đỏ, 4 Saman và 4 mét đấy. Nếu mà ra Storm Saman nhá thì sẽ bỏ con Deflector đi. Sau đó kẹp cái con tí nữa nó sẽ ra là cái con Battleman. Đó. Đủ bộ nó sẽ là như thế nhá anh em nhá. Rất mạnh. Rất mạnh luôn. Ui anh em ơi, nhìn này. Bài đái. Rao này đẩy đối thủ đi hơi nhiều luôn đấy. 34 máu. Càng không. Ấy da, ra cả Dash of Rift rồi này. Thằng này nó chơi là Glacier kẹp với cả 6 block ấy. Già này. Ok. Đội hình này có vẻ chưa mạnh. Tôi muốn roll một vài cái anh em ạ. Roll đi. Tôi nghĩ là roll. Trông có vẻ chưa đủ mạnh. Ok. Rồi. Tạm thời thế đã. Đó sau chắc là roll tiếp. Mặc dù là cái bộ này cũng sẽ phải chơi level 10 đấy. Nhưng mà tôi sẽ roll một vài cái đã để nó có thể lên được thêm con Storm Saman. Cho thêm con Storm Saman nữa thì ngon. Ok, 9 Warrior. Không phải đối thủ luôn. Vào một phát xoay quạt phát là thôi bay màu hết rồi anh em ạ. Đẩy cực kỳ nhiều luôn. Ôi anh em nhìn này. Mà anh em ơi, mới down 23 đấy nhá. Anh em để ý cái down ấy. Anh em nhìn thấy tôi chơi cái tốc độ của trận đấu nhanh anh em không để ý thôi. Vì tôi đang đánh chuỗi thắng. Nhưng mà anh em hãy xem. Nếu mà anh em vào những cái trận đấu như này sao, mới ra 23 mà đã có từng này người chết rồi anh em ạ, hai người chết. Những cái thằng còn lại nó hấp hối. Anh em thấy cái tốc độ trận đấu nó nhanh không? Rồi, Storm Saman đây rồi anh em ơi. Đó, ok luôn anh em ạ. Không chuyển máy bay nhá. Ui trứng này, thôi rồi, xong rồi. Đập cho con này thôi chứ còn gì nữa. Ok. Xong rồi nhá anh em nhá, đừng có đấy. Chuyển toàn bộ đồ cho con gấu mết cho tôi. Thôi xong rồi anh em ạ. Trận đấu này tôi nghĩ là không đến ra 35 đâu. 30 round hết. Khẳng định với anh em luôn là chỉ 30 round thôi chứ không có đến 35 round đâu anh em ạ.
35 round thì nghe chừng có vẻ như là nó hơi lâu. Trận này bây giờ chuẩn bị đẩy chết hết rồi bây giờ này. Bây giờ không kịp form insect luôn này. Hết máu hết tiền rồi. Phải chơi beat. Thế thì đi rồi. Anh em thấy chưa, đẩy nhiều luôn. 21 máu mỗi round đấy các bạn. Địa hình nó càng lắm anh em ơi. Đấy, cái tốc độ trận đấu đẩy lên mắc binh luôn. Thôi xong rồi, trận đấu này nói chung là gặp nhiều fan đấy, gặp nhiều fan quá nhưng mà lại đẩy anh em đi sớm á. Tốc độ trận đấu nhanh quá, anh em thôi dù sao thì cũng được lên TV là tôi nghĩ là cũng vui rồi. Chứ còn cái tầm này thì nói chung là khó ai có thể đỡ nổi tôi lắm. Tôi nói thật, đến cái tầm đánh chuỗi đến như này rồi, tốc độ trận đấu đẩy đến mắc binh luôn. Tôi có khi tôi còn đang định là có ý định là sẽ là chốt trước là 30 luôn ý anh em ạ. Tôi cứ tính sơ sơ là bây giờ còn 4 người đúng không? Thì ba cái thằng kia thì 3 round là bay màu rồi. Đấy, 2 round không đến 3 round, 3 round là bay màu. Bây giờ là lẻ đúng không? Lẻ thì là sẽ thế nào cũng gặp bóng của tôi. Sẽ có một có hai thằng sẽ gặp tôi trong một round, sẽ có những cái lúc là như thế. Thế thì tôi nghĩ là nếu mà trong cái trường hợp như thế thì khả năng là ngay round sau là sẽ có là hai thằng đi. Nếu mà gặp một thằng là gặp tôi và một thằng gặp cái bóng của tôi. Đấy, khẳng định luôn. Rồi. Lên 10 luôn không nhỉ? Đẩy cho nó ác. Thôi được rồi, lên 10 luôn. Ok. Được chưa? Thế này đã gọi là mạnh chưa? Ok nha anh em nhá, chúng ta sẽ hướng đến cái bộ Saman cặp cặp. Đấy, ui có thằng chuyển sang insect kịp rồi này. Đấy nhưng mà insect nhá, insect mà gặp cái con gấu mết này nó coi như là quét nhà thì thôi xong. Khác gì là đưa mỡ vào miệng mèo đâu. Ui rồi ôi. Con gấu mết mà nó gặp insect thì như là lã bố gặp điều thiền. À không 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 không. Phải nói như là Tây Môn Khánh gặp Kim Bình Mai. Mới đúng, chuẩn 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 chuẩn. Ôi ôi. Phải nói là như cái gặp nước luôn. Ok. Vẫn còn 42 tiền để xả. Có xả mạnh không? Tôi nghĩ là như này là đủ rồi. Xả vừa phải. 9 Warrior. Ok. Làm sao mà đun chúng được? Làm sao mà đun chúng được? Thôi xong rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi chắc luôn đấy. Đi chắc luôn đấy. Anh à, anh à. Dồn đồ cho con đấy à, Aquaman. Nhưng mà vẫn đi thôi. 13 máu đi rồi. Anh em thấy chưa? Ba thằng đi luôn một round chứ không phải hai anh em ạ. À. Ôi giời ơi. Trận đấu này nó còn không đến được cái round 30 cơ anh em ạ, à. 27. Ôi giời ơi, anh em nghĩ sao cái thằng đang có chuôi kia nó chơi beat anh em ạ, à. Nó đẩy căng đấy. Thằng này nó cũng đẩy căng mà tôi cũng đẩy căng. Nên trận đấu nó kết thúc nhanh anh em ạ. À. Nhưng mà cái thằng beat này gặp tôi thì thôi xong rồi gì nữa à? Làm gì có cái cửa đâu. Mà chơi cái gì cơ? Ảo ấy nhở, ông ấy chơi beat kẹp với cả ngựa. Ảo rồi đấy, giờ mới để ý. Thế ông ấy đang có chuỗi, ảo thật sự luôn đấy. Cái gì thế này, tôi đã không thể tin vào mắt tôi nữa. Thôi thế thì chắc là trận đấu này nó sẽ rơi vào đâu đấy, tầm khoảng 28 round thôi chứ còn nhờ. Round 27 này đi thì khoảng 20 máu. Round 28 thì thêm 20 máu nữa là ra đi rồi. Ui nhiều lắm anh em ơi, hơn 20 máu luôn đấy. Ui mẹ ơi, 26 máu anh em ạ. Đúng thật luôn. Thôi thôi thôi, xả hết tiền luôn. Rồi lốt lốt anh em ạ. Làm gì có đến round 30 đâu. 29 nó còn chả đến nữa là 30. Thôi xong rồi. Cho đối thủ thêm cơ hội đấy. Một round nữa này. Tôi chưa muốn trận đấu kết thúc sớm như thế đâu. Cho đối thủ có cơ hội là kẹp cáo đấy. Nhưng mà hết bố tiền rồi làm gì còn tiền mà đôn cá nữa đâu. Ui giời ơi. Thôi nhưng mà tôi cũng chưa mạnh tay. Tôi bây giờ tôi không đôn nữa. Tôi cứ để cái này thôi. Chứ còn nếu tôi đôn nữa sợ khả năng là 23 máu này bay luôn đấy. Kéo đến round 31 đi. Cho nó 30 phút trận đấu anh em nhá. 28 này thì 28 phút là kiếm tiền trên YouTube nó hơi ít. Anh em thông cảm. Ui mẹ, nhưng mà khả năng cao là thôi xong rồi anh em ạ. Dã man. Vãi cứt, cho tôi kiếm đi tiền được không? Sau 30 round, 30 phút game nó khác hẳn luôn đấy. Đùa, video của 28 phút ạ. À. Bây giờ nói gì cho nó đến 30 phút đây.
Khổ. Thôi được rồi, thôi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con máy bay ấy, nó sửa lại và nó kẹp với 9 Hunter nó khỏe cái cỡ như nào anh em nhá. Cực kỳ kinh khủng luôn, 5 giây là dọn toàn bộ bàn cờ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con Ngộ Không một mình nó có thể solo được với 10 con, cực kỳ kinh khủng. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.